Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đã lại quay trở lại rồi đây. Chào mừng mọi người đã quay lại với cả kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Tất cả những lời khen này, lời chúc này, lời cảm ơn từ mọi người. Mình đều đọc hết tất cả những cái comment của mọi người và mình rất là biết ơn và rất là xúc động vì tất cả những cái lời động viên của mọi người. Đó. Và điều thứ hai nữa, đấy là mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã tin tưởng và đặt lịch trải bài riêng với mình. Có thể mình khá là bận rộn và không thể nào mà có thể ngay lập tức trả lời và phản hồi các bạn được. Nhưng mà mình rất là biết ơn với tất cả những cái sự tin tưởng và những cái sự kiên nhẫn mà các bạn đã chờ đợi và đã dành cho mình. Đó. Thì mình vào với cả chủ đề chính ngày hôm nay luôn nhé. Đấy là cái viết mới ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một chủ đề. Đấy là điều gì mà các bạn cần biết trong chuyện tình cảm của mình trong khoảng thời gian sắp tới. Diễn biến tiếp theo trong đời sống tình cảm của mọi người sẽ là như thế nào. Đó, thì mình sẽ lại đem đến cho các bạn ba tụ bài để các bạn lựa chọn. Như màn hình mình đã đặt số và đánh số ở đây 1, 2 và 3 từ trái qua phải. Các bạn hãy tập trung năng lượng này, sử dụng trực giác của mình để tìm ra xem đâu là cái tụ bài mà các bạn cảm thấy thu hút nhất và các bạn cảm thấy kết nối nhất. Và sau khi đã lựa chọn được tụ bài mà các bạn mong muốn thì mình sẽ để timestamp ở phần comment mình có ghi ở bên dưới đó để các bạn có thể kéo xuống và tìm đến cái tụ bài mà các bạn cần lắng nghe luôn nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn đã lựa chọn tụ bài số 1. Đầu tiên thì mình sẽ xem về năng lượng hiện tại của các bạn ra sao và các bạn đang ở đâu trên cái cuộc hành trình của mình trong con đường tình cảm của bản thân mình nhé. Mình nhìn thấy một cái khu vườn và có rất là nhiều hoa này, bươm bướm này. Các bạn đang chăm sóc và nuôi dưỡng lại cho bản thân mình. Các bạn đang ở trong cái khoảng thời gian mà các bạn đầu tư cho bản thân mình rất là nhiều và các bạn tìm lại về với cả cái đứa trẻ bên trong, tìm lại về với cả niềm vui, niềm hứng khởi, cái tình yêu thương bản thân mình. Mình có strength. Đó, như mình nói này, rất nhiều hoa bươm bướm. Các bạn đang dần dần như kiểu là tìm lại được tất cả những cái sức mạnh của bên trong của mình đó. Cái điều mà mình nhìn thấy, mình nghe thấy tự do, tôi cần phải tìm lại bản thân mình. Đó, có rất là nhiều bạn hình như là đã từng trải qua những cái giai đoạn khá là sóng gió trong chuyện tình cảm và các bạn đang dần dần muốn tìm lại với cả bản thân mình, muốn tìm thấy tự do, muốn tìm thấy bản thân mình là ai, tìm thấy cái tiếng nói của mình, tìm thấy cái danh tính của mình đó trong một mối quan hệ. Ok, mình có travel ngược. Với cái lá này, mình thấy với một số bạn, các bạn vừa mới chấm dứt một cái câu chuyện tình cảm nào đó rất là mệt mỏi và rất là độc hại đó. Hoặc là một số bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới, các bạn sẽ tìm thấy cho mình một cái kết và các bạn sẽ nhận ra một số điều. Đấy chính là có những chuyện mà mình không thể cưỡng cầu được và có những chuyện mà mình không thể nào đánh rơi và kiểu quên mất bản thân mình á để có thể lao theo nó nữa. Và dần dần các bạn sẽ nhận ra, như mình nói rồi đó, các bạn sẽ dần dần nhận ra cái sức mạnh bên trong của mình, nhận ra được rằng là bản thân mình có gì đó. Đây có thể là một cái khoảng thời gian khá là nhiều tổn thương và khá là nhiều những cái nỗi đau mà các bạn đã phải chịu đựng và mình nhìn thấy các bạn đang dần dần hồi phục lại sau khoảng thời gian đó. Mình nhìn thấy rất là nhiều màu vàng và màu xanh. Màu vàng và màu xanh tượng trưng cho luân xa số 3, Solar Plexus, và luân xa số 4 là Heart, Heart Chakra. Nghĩa là các bạn đang dần dần kiểu trở lại được với bản thân mình này, biết được bản thân mình là ai và dần dần mở cửa cái trái tim của mình. Đó. Với mình, luân xa số 3 và số 4 cho mình biết được rằng là tất cả những cái gì mà các bạn vừa trải qua xong á, các bạn đã rút được bài học cho bản thân mình và các bạn biết nhìn mọi thứ ở một cái góc độ cao hơn. Đó, mình có inspiration. Đó, các bạn nhìn này. Nhìn thấy ánh sáng của cô gái ở giữa trái tim và ở giữa luân xa số 3. Đó. Các bạn dần dần nhìn mọi thứ ở một cái phương diện cao hơn để biết được rằng là nó là bài học cho mình, nó là những thứ để cho mình phát triển. Các bạn biết bao dung, biết đồng cảm và biết tha thứ cho lỗi lầm của những cái người mà đã từng gây tổn thương cho mình. Đó, và chính bởi vì cái điều như vậy thì nó khiến cho các bạn phát triển hơn về mặt nhận thức rất là nhiều và nó khiến cho các bạn ở trong một cái năng lượng
vầng hào quang rất là tỏa sáng. Cái hào quang của các bạn đang dần dần lớn ra, đang dần dần tỏa ra này. Đó, và các bạn đang chiếu sáng vào tất cả những cái bóng tối xung quanh mình. Đối với một số bạn thì chính bởi vì những cái chuyện vừa trải qua đó, nó đem đến cho các bạn rất là nhiều cảm hứng và rất là nhiều những cái suy nghĩ mới, cái ý tưởng mới để các bạn điều khiển và để các bạn bước tiếp trong cái cuộc sống của mình. Một số bạn sẽ bắt đầu một cái dự án sáng tạo nào đó mới, có những cái niềm vui mới này, có thể đổi hướng trong công việc của mình, hoặc là bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến việc giúp đỡ người khác, đến việc mà đóng góp công sức của bản thân mình vào trong những cái nó gọi là lợi ích của cộng đồng, lợi ích của xã hội đó. Và mình nhìn thấy có rất nhiều bạn đang dần dần tỏa sáng nhiều hơn, rất là nhiều đó. Và cái điều quan trọng nhất là mình nói rồi đó, các bạn hiểu được thế nào gọi là bao dung, thế nào gọi là cảm thông, và thế nào gọi là biết tha thứ cho tất cả những gì vừa trải qua đó. Mình có reconciliation với cái lá này. Một phần là các bạn đã hợp nhất lại được với linh hồn của mình, nhưng một phần thì mình cũng nhìn thấy là sẽ có một người sẽ quay trở lại vào cuộc đời của các bạn. Đây là một cái lá mà báo hiệu về cái việc là sẽ có một người cũ, một người trong quá khứ sẽ lại tìm đến và sẽ lại trở ngược lại vào trong cuộc sống của các bạn. Nó gần như là để thử thách lại hoặc là để kiểm tra lại các bạn, xem rằng là liệu rằng các bạn đã thực sự đứng trên sức mạnh của mình chưa, và liệu rằng các bạn đã tỏa sáng như thế này chưa. Đó. Ok, mình có finding này. Finding về cái lá này, mình biết được rằng là trong cái khoảng thời gian sắp tới, các bạn sẽ tìm ra được cho mình một cái kết nhất định cho một câu chuyện nào đó. Cái lần trở lại lần này của một cái người nào đó này, các bạn sẽ đưa ra cho bản thân mình được một cái kết cuối cùng, được một câu trả lời cuối cùng cho cái mối quan hệ này, và cho bản thân mình một cái quyết định cuối cùng. Đối với một số bạn vẫn còn đang lăn tăn, và một số bạn vẫn còn đang nghĩ về những cái chuyện đó, cũ đó, hoặc là các bạn vẫn còn chưa tìm được hết tất cả những cái nó gọi là thông suốt nhất, cái minh bạch nhất về cái về những cái chuyện đã từng qua, thì trong khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ tìm thấy cái kết cuối cùng cho tất cả những cái điều vừa rồi. Mình nhìn thấy sao thổ Saturn á. Đối với mình sao thổ á, nó luôn là cái việc mà các bạn phải trải qua khoảng thời gian nó gọi là thử thách, một khoảng thời gian khá là khó khăn đó. Các bạn biết nhá, càng có những cái sự kiện đau khổ và càng có những cái sự kiện mà nó đau đớn nó xảy ra với bản thân mình và mình vượt qua được nó, thì có nghĩa rằng là mình càng trở lại được với cả linh hồn của mình đấy. Và đấy là một cái điều rất là đẹp mà các bạn cần phải biết đó. Ok, mình sẽ đến với cả cái trải bài của ngày hôm nay để xem rằng là chi tiết sâu hơn về những cái gì mà các bạn sẽ trải qua trong cái khoảng thời gian sắp tới trong chuyện tình cảm. Ok, mình có chemistry này. Về là chemistry này, sắp tới các bạn sẽ có một ai đó sẽ lại đánh thức lại những cái cảm xúc, đánh thức lại những cái bồi hồi, những cái dòng năng lượng yêu thương ở trong bạn. Có thể là cái người cũ đó, cái người mà mình nói là reconciliation đó, cái người có thể quay lại trong cuộc sống của bạn. Mình có honeymoon này, very soon. Ok, mình có release your ex, và mình có true love ngược. Mình sẽ trải cả tarot ra luôn. Ok, mình có 7 kiếm này. Mình có 6 gậy ngược. Mình có 5 kiếm ngược. Mình có the hangman ngược. Mình có queen of swords. 3 cốc. 6 kiếm. The world. 6 xu ngược. Và 10 gậy ngược. Ok, nhưng mình nhìn thấy ở đây thì sắp tới sẽ có một cái người cũ nào đó sẽ quay trở lại vào cuộc đời của các bạn. Như mình nói rồi đấy, cái lá reconciliation đây, có một cái người cũ sẽ lại quay về, một cái người mà đã từng khá là lén lút, đã từng gây cho bạn rất là nhiều tổn thương và bỏ bạn lại ở đó. Nghĩa là đây là một cái người mà gần như là chưa bao giờ cho bạn một cái câu trả lời xác định và chưa bao giờ bày tỏ hết được cái lòng mình đối với bạn cả đó. Nhưng mà đây lại là một cái người mà bạn cảm thấy có một cái sợi dây liên kết rất là chặt. Và đối với một số bạn
mình nghĩ rằng các bạn đã nghĩ rằng đây là một cái người twin flame của mình, hoặc là một cái người nào đấy mà rất là quan trọng trong cuộc đời của các bạn á đó. Nhưng mà thực ra đây là một cái người khá là comic. Họ đến một cách khá lén lút, họ đi cũng rất lén lút, và họ chưa bao giờ bộc lộ hết bản thân mình cho các bạn cả đấy. Và lần này họ quay trở lại, bạn sẽ nhìn thấy đây, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái lần quay trở lại này trông họ, họ sẽ trở lại vào cái lúc mà các bạn đang hồi phục honeymoon, các bạn đang bắt đầu chữa lành, các bạn đang tìm lại dần cái sức mạnh của bản thân mình. Và cái lúc mà các bạn nghĩ rằng là các bạn đã tìm lại được sức mạnh của mình rồi đó, cái lúc mà các bạn nghĩ rằng bạn ổn rồi đó, thì cái người này sẽ quay trở lại một lần nữa, sẽ lại xuất hiện một lần nữa, với một cái phong thái có vẻ hơi khác trước, hoặc là sẽ hơi hạ mình xuống đó. Và cái lần quay trở lại này sẽ là một cái lần thách thức và là một cái bài học, một cái bài kiểm tra lại cho các bạn rằng là liệu rằng đúng không nhỉ, đó là strength. Đây, liệu rằng các bạn đã thực sự tìm được cái sức mạnh của bản thân mình chưa? Liệu rằng các bạn đã biết cách bứt phá ra khỏi những cái điều cũ hay chưa? Khi mà họ quay trở lại, nhưng họ vẫn mang, họ vẫn là một cái người rất ích kỷ, vẫn là người sống trong cái tôi của mình, vẫn là người chỉ muốn kiểm soát tình hình, và là một cái người mà tức là bởi vì khi mà rời bỏ khỏi bạn nhá, và họ nhìn thấy bạn đang tỏa sáng thế, họ nhìn thấy cái năng lượng của bạn này này, bạn đang tuyệt vời, bạn nhìn thấy xung quanh bạn đang có rất là nhiều những ánh sáng vàng không? Đó. Và khi mà bạn bắt đầu có cách để hồi phục lại bản thân mình như thế rồi, mà họ thì vẫn đang chìm trong vòng tối đó ấy. Đấy, thì họ bắt đầu suy nghĩ rằng là tại sao mình không làm được như thế, tại sao mình không đẹp được như thế này. Và họ sẽ lại một lần nữa quay trở lại để họ rút lấy cái ánh sáng đó của bạn, để họ lại muốn trở lại với cái năng lượng của bạn. Đấy. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn phải nhận ra rằng họ vẫn chưa phải là người thay đổi. Đấy. Và họ vẫn chưa phải là cái người mà muốn nhìn mọi thứ theo một cái cách khác đi, theo một cái lối khác đi, và đã muốn thực sự thay đổi về cái mối quan hệ này đó. Đây là người mà đã từng bỏ mặc các bạn lại ở trong một tình thế rất là khó khăn đấy, và bạn phải dùng rất là nhiều những cái sức mạnh bên trong của mình để có thể thoát ra khỏi trạng thái này. Và ngay cái khoảng thời gian mà các bạn thoát ra được khỏi nó đấy, thì họ lại bắt đầu quay trở lại và tiếp tục thử thách các bạn, tiếp tục có thể là với những câu nói rất là kiểu dạo này em làm sao rồi, dạo này mọi chuyện như thế nào rồi, có thể rủ bạn đi chơi, có thể đem đến cho các bạn một chút ấm áp. Thế nhưng mà mọi thứ nó vẫn không rõ ràng, và mọi thứ nó vẫn không phải là một cái câu trả lời nhất định. Với cái very soon ngược ở đây thì họ vẫn là người không đưa ra được quyết định cho bản thân mình. Và với Queen of Swords thì mình thấy các bạn có một cái lời khuyên ở đây, đấy chính là cái việc mà hãy đứng vững trên sức mạnh của mình, hãy nhìn đúng và nhìn thẳng vào sự thật, và hãy nói đúng cái sự thật của mình ra đó. Tất cả những cái vất vả và tất cả những cái đau đớn vừa rồi trải qua để giúp cho các bạn quyết đoán hơn, để giúp cho các bạn biết cách nhìn thẳng vào sự thật và biết cách thoát ra khỏi những cái cạm bẫy và những thứ không thuộc về bản thân mình. Vậy nên nếu như các bạn không thể đưa ra được quyết định rõ ràng cho bản thân mình thì mình nhìn thấy rất dễ các bạn lại rơi vào tình huống người thứ ba, hoặc là tình huống một cái bên thứ ba nào đó. Người thứ ba ở đây, cái bên thứ ba ở đây không nhất thiết phải là một người, thế nhưng mà nó có thể là kiểu họ sẽ lại tìm các cái lý do ấy để lẩn tránh ấy, gia đình anh thế này, công việc thế này, sự nghiệp thế này đó, và tất cả những cái sự lén lút của họ ấy, nó sẽ đều phơi bày ra ở đây trước mặt bạn thêm một lần nữa để thử thách bạn xem rằng là bạn đã thực sự quyết đoán hay chưa đó. Và cái điều mà mình nhìn thấy ở đây, cái lời khuyên các bạn đấy chính là release your ex, loại bỏ cái người cũ đi. Lá này nó ngược nghĩa là sao? Nghĩa rằng là mình có nhìn thấy các bạn đang tìm thấy tự do, đang cố gắng vươn ra bên ngoài, nhưng mà cái người này vẫn còn kìm chân các bạn, và vẫn còn kìm các bạn lại ở một cái mức độ nào đó mà các bạn vẫn chưa thực sự hoàn toàn thoát ra khỏi nó. Và đây là một cái cycle, đây là một cái vòng tròn đã khá là, các bạn đã lặp lại nó khá là lâu rồi, và các bạn đã bị bế tắc ở trong những cái suy nghĩ của bản thân mình khá là lâu rồi đấy. Và lời khuyên của các bạn đấy chính là hãy dứt ra khỏi nó, hãy tìm cho bản thân mình một cái kết nhất định đó. Đối với một số bạn sẽ nghĩ rằng là đây là true love, đây là cái tình yêu của đời mình, đây là cái người mà mình cần tìm, nhưng mà thực ra không phải, bởi vì đây là một người comic, sáu xu ngược, nó là comic, nó là cái việc mà không công bằng giữa việc cho đi và nhận lại đó. Và nó là việc mà đấy, nhân quả ấy, nhận cho nhận khác nhau. Và đây là một cái bài học cho các bạn, để các bạn nhận ra rằng là các bạn cần phải hạ bớt tất cả những cái gánh nặng trên người của mình xuống. Khi mà các bạn biết rằng một người đến bên cạnh mình,
họ không đóng góp được vào trong cái việc mà tiến đến con đường hạnh phúc, mà chỉ có bạn là người xây, còn họ là người phá. Thì bạn phải hiểu rằng là nó là một cái gánh nặng, và nó là những cái bài học, và nó là những cái giúp cho các bạn trưởng thành. Nó là cái để các bạn nhận ra được rằng là đâu là tình yêu đích thực và đâu là nó gọi là ảo ảnh ấy. Đấy, đây là cái mà mình nhìn thấy ở đây là như vậy. Ok, để mình xem tiếp xem rằng là trong khoảng thời gian sắp tới thì có thêm ai đến trong cuộc đời các bạn không nhé. Đó, và nếu như các bạn mà có nghĩ rằng là cái người này là một cái tình yêu đích thực, hoặc là cái người này là cái người mà bạn cần tìm á, thì câu trả lời sẽ là không phải. Ok, mình có Nine of Voices ngược. Trong khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian sắp tới thì mình có nhìn thấy một người thuộc cung khí Bảo Bình, Thiên Bình, Song Tử đó, có thể sẽ tiến đến vào cuộc đời của các bạn. Cái người này sẽ mang đến cho các bạn những cái năng lượng rất là vui vẻ, rất là thoải mái, và họ sẽ tiến đến rất là nhanh. Họ muốn tìm hiểu các bạn này. Mình cảm nhận được rằng là họ rất là muốn biết về các bạn, rất là tò mò về các bạn đó. Mình có ba xu. Mình có The Fool này, và mình có hai kiếm. Họ sẽ bước vào cái khoảng thời gian mà các bạn đang khá là phân vân và đắn đo trong cái việc mà nên bước tiếp hay là nên ở lại với cái mối quan hệ vừa rồi này. Đấy, bạn sẽ rất là phân vân và đắn đo trong cái việc đó. Và cái người này sẽ thúc đẩy các bạn trong cái việc mà cần phải bước tiếp sang một trang mới, cần phải đi đến một cái chương mới cho cuộc đời của mình, và các bạn cần phải xây đắp lại cho cái cuộc đời của mình đó. Đấy là cái với cái người mà mình thấy sắp tới này là nó là như vậy. Đó, cái người này, 8 kiếm ngược này, cái người này sẽ là cái người mà giúp cho các bạn nhận ra rằng là những cái điều trước đây mà các bạn xảy ra ấy, những cái điều trước đây xảy ra với các bạn ấy, nó là những cái gánh nặng, và nó là những cái khiến cho các bạn bị bó buộc quá là nhiều. Đó, nó là quá là nhiều những tổn thương, quá là nhiều những nỗi đau. Và cái người này sẽ giúp cho các bạn giải phóng bản thân mình khỏi tất cả những cái cạm bẫy đó. Nghĩa mình cảm nhận được cái năng lượng của cái người này á, nghĩa là họ sẽ là một cái người mà đem đến cho các bạn nhiều lửa, đam mê, những cái vui vẻ đó, chứ mình không thấy đây thực sự là một cái người mà sẽ ở bên cạnh bạn quá là lâu dài á. Nghĩa rằng là họ đến để cho các bạn nhận ra được cái vẻ đẹp của cuộc sống, và nhận ra cái cách làm sao để mình sống, làm sao để mình biết yêu thương bản thân mình, làm sao để mình biết yêu thương cuộc sống này á. Đó, và họ sẽ đem đến cho các bạn cái cảm giác gọi là tươi mới, và thế nào gọi là biết mạo hiểm và biết chiến đấu ấy. Đấy. Ok, để mình xem thêm. Ok, bên cạnh đó mình thấy một người nữa, có thể là một hoặc hai người. Mình thấy có hai người ở đây. Người này là thuộc cung lửa, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã. Đây cũng là một cái người sẽ tiến đến và muốn làm quen, muốn tìm hiểu các bạn. Họ sẽ không phải là một cái người mà không nói gì cả, không phải là một cái người mà lẩn tránh, mà là một cái người rất là thẳng thắn trong cái quan điểm và rất là thẳng thắn trong cái quyết định của bản thân mình á, rằng là họ muốn gì ở bạn đó. Ok, và cái người này người ta đến để đem đến cho các bạn rất là nhiều niềm vui, và đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái hạnh phúc đó. Họ xác định rất là rõ rằng là họ muốn có một mối quan hệ vui vẻ, họ muốn có một cái mối quan hệ kiểu có những cái niềm vui này, có những cái điều mới mẻ đó, và không phải cái việc mà tức là ngay lập tức lúc mà bước vào cuộc đời của các bạn á, thì họ đã nói cho các bạn rất là rõ cái mục đích của mình là bước vào cái mối quan hệ với bạn là họ muốn gì đấy, và họ muốn cái mối quan hệ này như thế nào đó. Và đấy, họ sẽ không phải là cái người mà giữ lại hoặc là mập mờ, mà họ sẽ đưa cho các bạn những cái câu trả lời, và đưa cho các bạn những cái lời nói nó rất là xác đáng và rất là chính xác cái mục đích của họ. Nếu như họ muốn lâu dài, họ sẽ nói họ muốn lâu dài. Nếu như họ nói họ muốn một mối quan hệ thế này thế kia, thì họ sẽ nói rõ cái ý đồ của mình với bạn đó. Và mình thấy dù là ai, một trong hai người này, những cái người sắp tới đến này, họ sẽ là những cái người mà gọi là rất là kiểu có nhiều đam mê và rất là quyết đoán. Họ sẽ không giống như cái người cũ này, họ sẽ không phải là cái người mà lén lút như thế này này.
đó, họ rất là quyết đoán trong cái ý đồ của mình, rất là quyết đoán trong cái quyết định của mình đó. Và hai cái người này đến sẽ giúp cho các bạn kiểu soi chiếu lại bản thân mình á, đấy, để xem rằng là tại sao trước đây mình chưa bao giờ quyết đoán để dứt được cái người này ra, tại sao mình vẫn còn bị cuốn vào những cái vòng xoay cũ lâu đến mức như thế. Thì hai cái người mới này đến, cái cách họ sống và cái cách họ thể hiện với các bạn á, đấy, sẽ giúp cho các bạn hiểu rất là rõ cái cách mà, tức là họ là những cái người mà biết rất là rõ cái gì mà mình đang mong muốn trong cuộc đời của họ ấy. Đó, thế nên là họ sẽ giúp cho các bạn soi chiếu lại bản thân mình rất là nhiều và giúp cho các bạn trưởng thành hơn, giúp cho các bạn trở thành một cái người mà quyết đoán hơn và hiểu rõ thế nào gọi là tự do hơn á. Đó. Ok, mình đến với cả một cái lá lời khuyên cho các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng bộ bài mình mới mua này. Đây là một bộ bài rất là đẹp. Ok, mình sẽ bốc một lá. Một lá về lời khuyên. Ok, mình có Speak Truth. Các bạn nhìn rõ không? Đó, Speak Truth. Nói lên sự thật. Như mình nói rồi luôn, hai người này đến để cho các bạn biết thế nào gọi là nói lên cái gì mà mình mong muốn. Và lời khuyên này, nói lên sự thật. Đó, lời khuyên của các bạn trong khoảng, trong đối với chuyện tình cảm trong khoảng thời gian sắp tới, đấy là cái việc mà hãy nói lên cái sự thật của mình, hãy nói lên cái điều mình mong muốn. Kể cả đang đối diện với người cũ hay bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới, thì hãy nói lên cái điều mà mình muốn trong một mối quan hệ là gì. Các bạn muốn gì ở người yêu, các bạn muốn gì ở trong một mối quan hệ. Đó, đừng ngại ngần trong cái việc mà bày tỏ cái lòng của mình, bày tỏ cái cách mà mình cái cách mà mình mong muốn một mối quan hệ nó vận hành như thế nào á. Bởi vì mình nhìn thấy các bạn là những cái người mà có cái lòng bao dung và cái lòng cảm thông rất là lớn. Thế nên là các bạn thường kiểu mong muốn là làm hài lòng người khác hoặc là mong muốn người khác được vui vẻ á, mà các bạn quên mất cái sự thật của bản thân mình. Đó, thì hãy đừng quên trong khoảng thời gian sắp tới, hãy trở thành một cái người mà thẳng thắn nhất trong cái quan điểm và trong cái lời nói của bản thân mình. Thì bằng cái cách mà các bạn thẳng thắn với bản thân mình và thẳng thắn với những người xung quanh, thì đó mới là cái lúc mà các bạn thu hút lại được một cái mối tình mà nó đúng như cái cách mà mình mong muốn. Đó. Và các bạn càng thẳng thắn đến bao nhiêu á, thì các bạn sẽ càng biết được trong số những cái người này đâu là cái người mà nó thực sự phù hợp với mình đến bấy nhiêu. Và các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy rối rắm hoặc là cảm thấy nó mơ hồ nữa. Đấy, ok, thế nha. Đấy là tất cả những gì mà mình có cho tụ bài số 1 rồi. Cảm ơn các bạn đã đến với cả kênh channel của mình. Và đừng quên like và subscribe kênh channel của mình nhé. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn đã lựa chọn tụ bài số 2. Thì đầu tiên mình sẽ xem về năng lượng hiện tại của các bạn ra sao. Và phần thứ hai mình sẽ xem về là chuyện tình cảm trong khoảng thời gian sắp tới của các bạn sẽ như thế nào nhé. Cái điều đầu tiên mà mình cảm nhận được, đấy là các bạn là những người có cái trái tim rất là nhạy cảm. Nghĩa là bạn là những người rất là nhạy cảm này. Dễ khóc, dễ buồn. Hoặc là các bạn là những người có cái trái tim rất là nhân hậu và rất là biết bao dung và thông cảm cho mọi người. Đó. Các bạn cũng là những cái người mà rất là tỉ mỉ và chi tiết nữa. Nghĩa rằng là khi mà các bạn gặp ai, các bạn nói chuyện hoặc là các bạn tương tác với một ai đó, thì các bạn sẽ để ý rất là kỹ từng cái hành động và cái lời nói của người ta. Và các bạn thường kiểu bắt được chi tiết này, bắt được năng lượng và bắt được cách mà người ta suy nghĩ hoặc là bắt được cái việc mà người ta là ai á, đó rất là nhanh. Tức là các bạn là những người rất là nhạy bén đó. Và những cái đó nó giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái việc mà phân định được rõ xem là ai là người tốt hoặc là ai là người không phù hợp với mình á. Đấy. Và một cái nữa mà mình nhận được, đấy là cái việc mà các bạn cũng là những người mà khá là kén chọn, hoặc là những cái người mà có những cái để ý. Đấy, thế nên là các bạn biết được rằng là các bạn lựa chọn rất là kỹ xem cái việc là mình nói chuyện với ai hay là mình sẽ kiểu cho ai bước vào cuộc đời của mình á. Đó, thế nên là mình thấy đây là một cái điều khá là tốt, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn kiểu gọi là sàng lọc ấy. Kiểu sàng lọc được những cái người mà nó không phù hợp với mình. Và kiểu bởi vì các bạn cũng là những cái người mà khi mà yêu, các bạn yêu rất là sâu và các bạn yêu rất là đậm, và kiểu các bạn dành rất là nhiều tình cảm cho người đó. Thế nên là các bạn cũng không phải là những cái người mà dễ dàng mở lòng, bởi vì các bạn sẽ không muốn những cái người mà nó có những cái ý đồ xấu ấy. Đấy, nó đến và nó gây xáo trộn cuộc đời của mình. Đó, đây là những gì mà mình nhận được, những cái thông tin mà mình bắt được. Ok, mình có inspiration ngược. Mình thấy có một số bạn kiểu đã rất là lâu rồi mà chưa có một cái mối quan hệ chính thức. Tức là các cái mối quan hệ của bạn chỉ dừng lại ở cái mức tìm hiểu hoặc là mập mờ đó. Và một số bạn có vẻ cảm thấy cái đường tình duyên của mình có vẻ không được tốt lắm.
Đó, và các bạn thường có những người đến với các bạn á, thường chỉ là các bạn healing cho họ, các bạn chữa lành cho họ. Đấy, rồi sau đó lại phải tan vỡ và sau đó thì câu chuyện nó không thể đi đến đâu được cả. Đấy. À, và cái điều nữa mà mình nhìn thấy đấy là cái việc mà cái chuyện tình cảm của các bạn á, cái con đường tình yêu của các bạn ấy, nó sẽ xoay quanh cái vấn đề là bạn phải heal được bản thân mình, bạn phải chữa lành được bản thân mình và chữa lành cho những người xung quanh. Nghĩa là sao? Nghĩa rằng là mình có home ngược, mình có cả strength nữa. Nghĩa rằng là sao? Nghĩa là các bạn là những người healer. Ở trong cái tụ bài này có rất là nhiều bạn mang cái năng lượng healing, năng lượng chữa lành. Nghĩa là các bạn là những cái người mà tỏa ra những cái năng lượng tích cực này, và các bạn là những cái người mà hiểu rất là sâu sắc, và các bạn có rất là nhiều tình cảm á. Thế nên là các bạn sẽ thường trước trước hết á, các bạn sẽ thường thu hút phải những cái người mà nó không thực sự cùng với tần số với mình, và họ là những cái người tổn thương, những cái người mà nó không tìm được cái bình yên ở bên trong lòng họ á. Đấy, thì các bạn sẽ hút những người đó để các bạn cho họ thấy sức mạnh của bạn, cho họ thấy vẻ đẹp của bạn, để các bạn chữa lành cho họ và để các bạn chỉ ra cho họ cái con đường làm thế nào để có thể trở thành một cái người tốt hơn, làm thế nào để trở thành một cái phiên bản tốt hơn đó. Đó, vậy nên là cái con đường tình yêu của các bạn nó sẽ không chỉ nằm ở cái việc là nó không chỉ đơn thuần ở cái việc là tự dưng bạn có một người yêu và thế là cái người đấy sống với bạn hạnh phúc mãi mãi, mà cái con đường tình yêu của các bạn nó sẽ gắn liền rất là nhiều đến với cái kiểu sứ mệnh và cái mục đích của cái linh hồn của các bạn, nghĩa rằng là trở thành một cái người chữa lành và đem đến được những cái điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Và chính bởi vì như thế, các bạn sẽ phải là những người mà trải qua nhiều những cái sóng gió hơn, hoặc là có những cái trắc trở hơn trong cái chuyện tình cảm của mình á. Đấy, để các bạn nhận ra được cái vẻ đẹp của mình. Và không chỉ thế, để các bạn đánh thức được mọi người xung quanh, để họ đánh thức được những cái ánh sáng ở bên trong họ đó. Rất là nhiều người vẫn đang bị bao phủ bởi bóng tối, đang bị bao phủ bởi những cái điều mà năng lượng và tần số thấp á, thì các bạn sẽ là người đến đó để cho họ biết thế nào gọi là nhà, cho họ biết thế nào gọi là tìm thấy vẻ đẹp từ bên trong, thế nào gọi là nhìn nhận ra cái sức mạnh bên trong của mình đó. Và đấy chính là cái lý do vì sao mà có thể đối với một số bạn cái chuyện tình cảm của các bạn nó không được như cái cách mà bạn mong muốn. Thì các bạn hãy hiểu rộng ra rằng là mình sống không chỉ vì sống cho mục đích ích kỷ của bản thân mình á, mà mình còn sống vì mình phải đóng góp cho cả cộng đồng và đóng góp cho nhân loại nữa đó. Vậy nên là mình nhìn thấy về cái là inspiration ngược ở đây thì có vẻ một số bạn khá là mất niềm tin và khá là mất hy vọng vào chuyện tình cảm, và cảm thấy rằng là các bạn bị đôi lúc sẽ bị hơi mong chờ trong cái việc mà đến bao giờ người đó mới xuất hiện ấy đó. Thế nhưng mà bài học ở đây đấy chính là cái việc mà làm thế nào để các bạn có thể ok, bạn có thể cảm thấy bình thường khi mà ở một mình, cảm thấy trọn vẹn và cảm thấy đủ đầy khi mà ở một mình đó. Và đấy chính là cái lúc mà các bạn lan tỏa được cái năng lượng của mình ra đến với những người xung quanh của mình á. Còn lại mình nhìn thấy hình ảnh của một cái thác nước, nghĩa rằng là rất là nhiều bạn, các bạn đã chữa lành được đầy đủ hoàn toàn cho mình rồi và các bạn đang rất là muốn trao đi tình yêu của mình, đang rất là muốn được cho mọi người hoặc là cho cái người nào đó cái tình yêu, cái ánh sáng của mình đó. Và có thể khi mà các bạn đã đủ đầy rồi á và các bạn đã sẵn sàng rồi á, đôi lúc các bạn sẽ cảm giác như là hơi thiếu, hoặc là các bạn sẽ không phải hơi thiếu mà là đôi lúc các bạn sẽ cảm giác như là tại sao mãi rồi người đấy chưa đến, mình muốn cho đi lắm rồi đó, mình có rất là nhiều thứ để cho đi rồi mà tại sao người đó vẫn chưa xuất hiện á. Thì cái điều mà mình nghe thấy ở đây là cái việc mà patience, kiên nhẫn, kiên nhẫn, các bạn hãy kiên nhẫn đó. Có thể trong lòng mình đủ đầy rồi thì mình hãy để cho nó đủ đầy hơn nữa, và mình ok và mình bình ổn với những cái sự đủ đầy đó, thì một thời khắc nhất định nào đó cái người đó sẽ xuất hiện đấy. Và đừng để cho cái sự thúc giục và đừng để cho cái sự kiểm soát của bản thân mình ấy, nó khiến cho mình kiểu rối lòng, hoặc là nó khiến kiểu làm cho mình cảm thấy bồn chồn quá đó. Ok, mình có psychic abilities. Wow, như mình nói rồi, có rất là nhiều healer ở đây, có rất là nhiều tarot reader ở đây, những người mà có khả năng cảm nhận, những cái người mà có cái trực giác rất là tốt. Như mình nói lúc đầu đó, các bạn là những người bắt năng lượng rất là tốt và nó là những cái bẩm sinh của các bạn rồi, chỉ cần các bạn yêu thương và chăm sóc cho bản thân mình đủ đầy hơn nữa thì sẽ có rất là nhiều những cái khả năng kỳ diệu hơn mà các bạn có thể mở ra được cho bản thân mình á. Đó. Và như các bạn nhìn thấy ở đây này, cái con mắt thứ ba, nghĩa là các bạn nhìn nhận mọi thứ rất là rõ ràng,
Đó, các bạn nhìn nhận những cái chuyện xung quanh xảy ra mình rất là rõ ràng. Và trong cái khoảng thời gian tới thì tức là tất cả những cái chuyện mà bạn vừa xảy ra với bạn á, và tất cả những cái chuyện trước đây, các bạn sẽ có cho mình một cái gọi là lòng biết ơn, và các bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách tỏ tường luôn, và các bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó đấy, và các bạn sẽ là những cái người mà tin tưởng vào trực giác của mình nhiều hơn rất là nhiều trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và đối với một số bạn thì mình nhìn thấy các bạn sẽ đánh thức được một số những cái khả năng tâm linh nào đó của bản thân mình, hoặc là các bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về những cái liên quan đến huyền học này, tâm linh, những cái mà liên quan đến những cái khả năng của con người đấy, bởi vì các bạn là những cái người mà đang rất là tập trung vào cái con đường chữa lành á. Đó. Ok, mình có choose. Đây, choose. Với cái lá choose này này, các bạn nhìn thấy không? Cô gái này đang cầm một chiếc gương này. Nghĩa rằng là bạn là những cái người mà ôm những cái sự thật ở bạn, sức mạnh của bạn, vẻ đẹp của bạn là sự thật. Và những cái người mà trước đây bạn từng gặp á, họ luôn nhìn vào bạn và họ cảm thấy họ kiểu bị soi chiếu á. Bạn luôn đem đến cho họ một cái tấm gương, các bạn luôn khiến cho họ phải soi lại vào bản thân mình rằng là họ bị thiếu ở đâu, họ như thế nào, họ sống trong những nỗi sợ ra sao, họ sống trong tần số thấp ra sao. Đó, bạn luôn là sự thật. Bạn là ánh sáng. Bạn là người mà khiến cho tất cả những cái người gặp bạn á, họ phải tự nhìn vào bản thân mình và họ phải thấy xấu hổ, bởi vì họ không có những cái ánh sáng nhiều đến mức như thế, và họ không có sức mạnh nhiều đến mức như thế. Và đấy chính là cái lý do vì sao mà đối với một số bạn, có thể các bạn cảm thấy chuyện tình duyên của mình rất là lận đận, hoặc là chuyện tình duyên của mình nó không đi đến đâu cả, bởi vì các bạn khiến cho họ phải thấy xấu hổ á, và phải khiến cho họ phải muốn làm việc lại với bản thân của họ, chứ họ không thể chạm vào đến ánh sáng của các bạn khi mà họ vẫn còn ở trong bóng tối đó. Vậy nên là các bạn phải thực sự nhìn nhận được cái sức mạnh của mình và thực sự nhìn nhận được cái vẻ đẹp của mình á, để thấy rằng là những cái chuyện trước đây xảy ra nó không phải do bạn bị làm sao hay là do số bạn khổ thế, mà là bởi vì đó là cách để bạn đóng góp, và đó là cách để bạn giúp cho cái nhân loại và bạn giúp cho cộng đồng trở nên kiểu tích cực hơn, trở nên biết yêu thương hơn và biết bao dung hơn, đúng như cái cách mà bạn đang sống vậy á. Đó, đấy là những cái mà mình nhìn thấy trong cái năng lượng hiện tại của các bạn. Ok, để mình đến với cả trải bài ngày hôm nay nhé. Điều gì sắp tới trong chuyện tình yêu của các bạn? Chọn tụ bài số 2. Mình có Express Your Love ngược này. Mình có Free Yourself. Mình có Keep an Open Mind. Mình có Religious Factor ngược. Ok, mình có chemistry ngược. Để mình trải cả tarot nữa luôn nhé. Các bạn là những người giữ lửa. Mình nghe thấy fire, fire, lửa. Các bạn là những người mang ánh sáng, mang lửa đến. Những cái người mà rất là tỏa sáng. Chúng ta có 8 gậy. Chúng ta có Queen of Pentacles ngược. The Fool, The Devil, The Chariot, Strength ngược, The Hierophant. Wow, 10 cốc. 6 kiếm ngược và 5 kiếm. Ok, những gì mà mình nhìn thấy ở đây thì đây là cái khoảng thời gian các bạn sẽ trải qua một khoảng thời gian ngắn nữa để các bạn đầu tư lại vào bản thân mình và nhìn nhận lại sức mạnh của mình. Nghĩa rằng là các bạn là những cái người mà rất hiểu chuyện, rất biết cho đi, rất yêu thương, và là một cái người rất là trưởng thành về mặt cảm xúc rồi. Nhưng mà đôi lúc cái bài học lớn nhất ở trong cái kiếp sống này của các bạn á, là bài học mà học cái cách độc lập về mặt cảm xúc. Bởi vì các bạn là những người yêu nhiều, yêu sâu và cho đi nhiều, thế nên là đôi lúc cái cảm xúc, cái sự vui buồn của các bạn á, hay bị phụ thuộc lên những cái người mà bạn có tình cảm, bởi vì bạn mong muốn họ vui và bạn mong muốn là mọi thứ nó đẹp, nó lãng mạn á. Các bạn là những cái người có trái tim rất là nghệ sĩ, và các bạn là những cái người rất là lãng mạn luôn đó. Thế nên là đôi lúc các bạn sẽ hơi bị phụ thuộc cảm xúc lên mọi người quá là nhiều, và trong cái khoảng thời gian sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà các bạn không chỉ biết bộc lộ cảm xúc và yêu thương người khác, mà các bạn còn biết dành nó cho chính bản thân mình. Các bạn biết nuông chiều và biết yêu thương bản thân mình, và các bạn biết cách gọi là tách biệt cảm xúc của mình ra những cái yếu tố bên ngoài.
đó và trở thành một cái người mà thẳng thắn hơn, một cái người mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn rất là nhiều khi mà các bạn biết đầu tư lại vào bản thân mình đó. Và đối với một số bạn thì mình nhìn thấy với cái psychic abilities này và với Queen of Pentacles ngược, một số bạn sẽ bắt đầu đối với một số bạn nhé, đây là cái thông điệp mà mình nhận được với một số người thôi, đây là các bạn sẽ bắt đầu bước đi trên con đường trở thành tarot healer, tarot reader, những cái người mà muốn truyền dạy những cái điều tích cực này, những cái vẻ đẹp đến với cộng đồng, đến với mọi người xung quanh đó. Các bạn bắt đầu một cái kinh doanh tâm linh nào đó như kiểu là đó, hoặc là bắt đầu bán đá này, bán quần áo này, làm những cái mà nó thiên để về vẻ đẹp của con người á đấy, làm vẽ nhiều hơn này, bắt đầu sáng tác này, hát nhiều hơn, làm những cái bản nhạc này đó. Các bạn sẽ hòa mình vào cuộc sống rất là nhiều. Và cái cách mà khi mà các bạn bắt đầu cho phép bản thân mình hòa mình vào với cuộc sống đó ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn kích thích được cái con mắt thứ ba của các bạn đó, và nó kích thích cho các bạn những cái khả năng liên quan đến cảm nhận năng lượng và những cái khả năng liên quan đến tâm linh rất là nhiều. Và cái mà mình nhìn thấy ở đây, các bạn, đối với một số bạn nhé, các bạn sẽ học cách thoát khỏi những cái vòng lặp cũ, thoát khỏi những cái suy nghĩ cũ. Nghĩa là như mình nói lúc đầu rồi đó, có một số bạn sẽ vẫn còn chìm trong những cái hy vọng và những cái mong chờ tại sao mãi nó chưa đến, hoặc là tại sao cái chuyện tình cảm của mình khổ thế, buồn thế. Thì trong khoảng thời gian sắp tới, các bạn sẽ bắt đầu thoát ra được khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó và bước vào một cái hành trình mới, một cái hành trình mà tự các bạn biết phát triển và biết kiểu mở rộng những cái sức mạnh của bản thân mình nhiều hơn, biết truyền lửa cho bản thân mình nhiều hơn đấy. Và một khi các bạn truyền lửa được cho bản thân mình á, thì các bạn sẽ truyền lửa được cho những người xung quanh của mình rất là nhiều. Và cái mà mình nhìn thấy ở đây là hãy giữ một cái tâm trạng thoải mái. Và trong khoảng thời gian sắp tới thì mình nhìn thấy các bạn sẽ quen được rất là nhiều người, không chỉ là những cái người bạn mới tiến đến cuộc đời của các bạn, mà còn cả những cái người mà có cái cảm xúc lãng mạn với các bạn nữa đó. Và cái điều rất là tuyệt vời mà mình nhìn thấy ở đây là các bạn nhìn xem, các bạn có rất là nhiều major arcana luôn đó, the fool, the chariot, strength, the hierophant và 10 cốc. Điều này nghĩa là sau khoảng thời gian sắp tới á, các bạn sẽ gặp một cái nhân vật rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Có một cái kết nối, sẽ là một cái kết nối về mặt tâm hồn đó, là soulmate, thậm chí là twin flame đó. Và cái người này sẽ bước vào cuộc đời của các bạn vào cái khoảng thời gian mà các bạn không ngờ nhất đó. Và nếu như các bạn, với một số bạn nhé, nếu như các bạn nghĩ đấy là cái người mà các bạn đang ở trong cái hoàn cảnh hiện tại á, hoặc là một cái người mà các bạn đã ngừng rồi lại nói chuyện trong một khoảng thời gian khá là lâu rồi á, thì đấy không phải là cái người này. Mà các bạn phải, mà như thông điệp mà mình nhìn thấy ở đây ấy, là các bạn phải tách mình ra khỏi cái người cũ này, tách mình ra khỏi những cái năng lượng cũ, những cái người mà các bạn còn đang nghĩ đến rằng là liệu rằng một ngày đó họ có thay đổi không, hay là liệu rằng mình có thể chữa lành cho họ được không đó. Cái người đó thì không phải là cái người mà mình nhìn thấy ở đây. Thế nên là để tìm thấy được, để cái người đặc biệt này xuất hiện trong cuộc đời của các bạn á, thì các bạn phải học cách bước tiếp và phải học cách bước ra khỏi những cái bóng tối vẫn còn đang tồn tại ở đây đó. Và cái người sắp tới mà bước vào cuộc đời của các bạn á, mình thấy một cái lời nhắc nhở ở đây, đấy là các bạn hãy keep an open mind, đó là giữ cho bản thân mình một cái tâm lý thoải mái và một cái đầu óc cởi mở nhất. Bởi vì nó sẽ có khá là nhiều những cái khác biệt ở đây, có thể là khác biệt về tuổi tác, khác biệt về cách nhìn cuộc sống đó, đặc biệt là về vấn đề tuổi tác này, về cái quan điểm này, về văn hóa đấy. Và cái việc mà có những cái sự khác nhau đó ấy, nó gần như là cái mẫu điển hình của soulmate và twin flame luôn đấy. Đây là mình vừa nói rồi, đây là một cái người mà rất là quan trọng sẽ xuất hiện trong cuộc đời các bạn trong khoảng thời gian sắp tới. Và những cái sự khác biệt đó ấy, nó sẽ như kiểu là hai người sẽ là trái dấu nhau ấy, trái dấu hút nhau đó. Và nó sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái chemistry, rất là nhiều những cái chất xúc tác mà nó sẽ như kiểu bùng nổ luôn á đó. Cái người sắp tới này có thể là cự giải, hoặc là sư tử, hoặc là cung khí, thiên bình bảo bình song tử. Và khi mà cái người này tiến tới á, các bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều những cái sức nóng, những cái sự kiểu hồi hộp đó, và nó sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những cái cảm xúc đong đầy luôn. Tức là chỉ cần gặp người đó đến lần thứ hai, lần thứ ba, các bạn đã
có cái sự quen thuộc, các bạn như kiểu cái linh hồn của các bạn nhận ra nhau luôn á. Đấy, và các bạn đã từng biết rằng là mình đã từng trải qua rất là nhiều kiếp sống trước đây với nhau rồi, và chúng mình đã từng rất là hạnh phúc rồi. Và khi bạn nhìn thấy họ á, là bạn nhìn thấy 10 cốc luôn, bạn nhìn thấy đong đầy luôn, bạn nhìn thấy tương lai phía trước luôn. Đó, và đây là một cái liên kết rất là mạnh mẽ, và nó sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những cái niềm vui và rất là nhiều những cái hạnh phúc. Bởi vì mình, cái mà mình nhìn thấy ở mối quan hệ này á, là cái việc mà các bạn đã trải qua rất là nhiều thứ trong cuộc sống rồi, và các bạn đã từng vượt qua rất là nhiều những cái sóng gió rồi, và cả hai người đều mang trong mình cái năng lượng healing, cả hai người đều đang ở cái tần số cao, và cả hai người đều biết rằng là mình cần phải làm gì và mình cần phải như thế nào để được hạnh phúc đó. Vậy nên á, là nếu như các bạn vẫn còn đang ở trong cái vòng lặp với một cái người mà đang ở tần số thấp và một cái người mà không cho bạn được câu trả lời rõ ràng á, thì các bạn, thì mình muốn các bạn hiểu rằng là đấy không phải là cái người mà mình đang nói tới, và đấy không phải là cái mối quan hệ đẹp mà mình đang nói tới trong khoảng thời gian sắp tới ở đây. Mà điều các bạn cần làm đấy là phải thoát ra khỏi nó đấy, và cho mình một cái hành trình mới, thì khi đấy cái người đó mới xuất hiện được. Ok, và khi mà cái người này xuất hiện sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc nó dâng lên á, và nó sẽ khiến cho các bạn khá là đắn đo trong một trong cái khoảng thời gian đầu. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã từng bị nói chung là đã từng bị chịu những cái nỗi buồn, những cái tổn thương trước đây, và các bạn lại sợ rằng là mình bị lợi dụng, và các bạn lại sợ rằng là họ sẽ đem đến tổn thương cho các bạn á. Thế nên là các bạn sẽ khá là chần chừ trong cái việc là mình nên đi hay mình nên ở. Đối với một số bạn thì các bạn vẫn sẽ còn ở trong cái vòng lặp với cái người cũ nữa đấy, thế là nó sẽ tạo nên cho các bạn khá là nhiều cái phân vân. Thì cái lời khuyên ở đây mà mình nhìn thấy đấy là cái việc mà mạnh mẽ bước tiếp, cho cái người mới là một cái cơ hội đó, một cái người mà đấy sẽ là một cái người mà họ có cái nhận thức rất là cao này, họ là một người mà có cái vị trí rất là cao ở trong xã hội, hoặc là họ là một cái người rất là hiểu biết, một cái người ở vị trí giảng dạy, một cái người mà rất là thông thái ấy, đấy, và hiểu chính xác thế nào gọi là hạnh phúc, hiểu chính xác thế nào gọi là một mối quan hệ tốt đẹp và một mối quan hệ lành mạnh. Và họ sẽ rất là sure với bạn, rất là kiểu rất là biết rằng là mình muốn gì ở bạn á, đấy, và họ biết cách làm thế nào để xây dựng một cái mối quan hệ đẹp đó. Đấy là cái những cái tín hiệu để bạn có thể nhận ra cái người này. Thì mình xem là mình có nhận thêm được những cái thông tin gì về cái người này không nhé. Mình có Muse of Voices. Đó, như mình nói rồi, đây sẽ là một người thuộc cung khí Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử, Sun Moon Rising, Mặt Trăng Mặt Trời, cung mộc. Không nhất thiết phải là cung mặt trời đó, hoặc là như mình nói trước đây đó, cự giải hoặc là sư tử. Ok, mình có 8 gậy này. Đây sẽ là một cái người mà rất là rõ ràng trong cái cách họ nói chuyện, và rất là rõ ràng trong cái ý đồ của họ. Đấy, họ sẽ giao tiếp với bạn, họ sẽ nói thẳng và nói đúng vào sự thật, chứ họ sẽ không phải là một cái người mập mờ. Và đây là một cái người mà họ sẽ muốn lắng nghe câu chuyện của bạn, và họ sẽ rất là ngưỡng mộ bạn. Mình nghe thấy câu như kiểu họ rất là ngưỡng mộ những gì mà bạn trải qua. Đấy, và họ sẽ muốn, tức là họ muốn bạn chia sẻ á, và họ muốn đào sâu với những cái gì mà bạn từng trải qua. Đấy, họ muốn lắng nghe xem sức mạnh của bạn ra sao, họ muốn lắng nghe xem bạn yêu thương người khác như thế nào, và cái cách mà bạn đương đầu với cuộc sống như thế nào. Đó, và mình có The Stars này. Họ sẽ rất là ngưỡng mộ bạn vì những cái điều mà bạn đã làm, vì những cái gì mà bạn đã chiến đấu, vì những cái gì mà bạn đã trải qua. Và bạn sẽ là ngôi sao đẹp nhất trong lòng họ, và bạn sẽ là healer tuyệt vời nhất trong lòng họ. Đó, là một cái người mà nó như kiểu là ước mơ trở thành hiện thực của cuộc đời họ luôn á. Đấy, ok, mình có The High Priestess. Đó, và hai người có một mối liên kết rất là sâu sắc. Đấy, một mối liên kết tâm linh, một cái mối liên kết về mặt linh hồn, và bạn và họ sẽ đều cảm nhận được nhau. Đấy, sẽ đều cảm ứng được nhau. Và đối với họ thì bạn là một cái người rất là bí ẩn, một cái người mang rất là nhiều những cái sự thông thái, rất là nhiều những cái sự thông minh, và một cái người mà hai cái lá này hợp lại với nhau á, nó là The Star và The High Priestess. Nó sẽ là như kiểu bạn là cái điều tuyệt vời nhất đấy, và bạn là một cái nửa mà gần như là họ mơ ước rất là lâu rồi, và đến bây giờ họ mới tìm thấy, và đến bây giờ họ mới gặp được á. Đó, và họ sẽ nói với bạn điều đó rất là rõ ràng. Đấy là cái mà mình nhận được là như vậy. Ok, mình có Queen of Inspiration này. Bên cạnh đó thì mình sẽ thấy có một cái người thuộc cung lửa nữa có thể đến. Đó, và với cái người cung lửa này
Cung lửa này có thể là đặc biệt là bạch dương hoặc sư tử. Ok, đây sẽ là một cái người mà rất là sáng tạo, một cái người mà họ cũng có những cái nền móng nhất định trong cuộc sống của mình, họ có những cái wow. Bên cạnh sư tử này nhá, mình còn thấy thêm một cung khí nữa này. Sắp tới sẽ có rất là nhiều người đến với cuộc sống của các bạn đó. Và với cái người thuộc cung lửa kia thì như mình nhìn thấy ở đây, họ sẽ là cái người mà đến để đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái sự sáng tạo. Họ họ là một cái người mà khá là thi sĩ đó, một cái người khá là nghệ sĩ, và họ cũng là một cái người mà có hoài bão đó. Thế nhưng mà đối với cái người này thì mình thấy họ vẫn hơi kiểm soát. Và cái người thuộc cung lửa này đó, họ vẫn là một cái người mà đôi lúc vẫn chưa thoát ra được hoàn toàn khỏi những cái suy nghĩ ràng buộc của mình á. Và bởi vì họ là một cái người mà rất là thi sĩ và rất là nghệ sĩ đấy, thế nên là đôi lúc họ không kiểu tiếp đất ấy đấy, và họ không có cái nhìn quá là thực tế, và đôi lúc họ sẽ trở thành một cái người mà rất là tâm trạng lên xuống đó, và nó hơi kiểm soát một chút. Thế nhưng mà họ cũng sẽ rất là ngưỡng mộ những gì mà bạn trải qua, và khi mà họ nhìn thấy bạn đẹp như thế, họ nhìn thấy bạn tuyệt vời như thế, thì họ cũng rất là muốn tiến đến cuộc đời của các bạn đấy. Đấy là một cái người thứ hai mà mình nhìn thấy. Và còn với cái người thuộc cung khí này nhá, cái người cung khí thứ ba này, thì đây là một cái người mà sẽ hay thầm để ý bạn hơn, kiểu hay quan sát bạn ở trên mạng xã hội, hoặc là hay nhìn bạn từ xa đấy. Họ sẽ không phải là một cái người mà hay tiến đến để nói chuyện, thậm chí mình không nghĩ rằng là đây sẽ là người sẽ bắt chuyện với bạn á, mà sẽ là một cái người mà crush bạn từ xa, crush thầm. Và cách mà bạn nhận biết được người này, đấy là cái việc mà bạn sẽ cảm nhận qua cái trực giác của mình, cái psychic ability này đó. Khoảng gian sắp tới thì cái trực giác của bạn sẽ rất là nhạy bén, và bạn có thể nhận ra được cái người này. Đây là một cái người mà họ hay giữ ở trong lòng nhiều hơn đó đấy. Đấy, như mình nói rồi, Ace of Pentacles ngược sẽ là một cái người mà không 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 kiểu hoạt động và không kiểu chủ động như hai người kia đấy. Họ sẽ rất là ngại ngùng trong cái việc mà đưa đến cho bạn một cái lời offer, và họ sẽ chỉ thầm quan sát và thầm để ý bạn từ xa thôi đó, từ desk. Nhưng mà họ cũng sẽ rất là ngưỡng mộ những cái gì mà bạn trải qua. Có thể khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ ở trong mắt của mọi người rất là nhiều, nghĩa là các bạn làm cái gì đấy ở trên mạng xã hội này, hoặc là các bạn sẽ tâm sự, các bạn sẽ chia sẻ câu chuyện của mình ở trên trang web, trên cái cá nhân của mình, hay là như thế nào đó, mà mọi người sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi, mọi người nhìn thấy cái sự biến đổi của các bạn, nhìn thấy vẻ đẹp của các bạn đó, và các bạn sẽ thu hút lại rất là nhiều người đó. Mình thấy rất là nhiều người tiến đến với các bạn trong khoảng thời gian sắp tới luôn đấy. Thì cái người thuộc cung khí này, họ sẽ khó có thể đem đến cho các bạn một cái lời, thậm chí họ cũng không nói chuyện ấy đấy, bởi vì họ khá là tự ti về bản thân mình. Thế nhưng mà họ cũng sẽ rất là ngưỡng mộ những cái gì mà bạn trải qua đó đó. Và cái khoảng thời gian sắp tới mình nhìn thấy các bạn sẽ có cái sự, tức là các bạn sẽ thu hút rất là nhiều người vào cuộc sống của mình, và trực giác của các bạn sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong cái việc mà định hình xem được đâu là người mà mình thực sự tìm kiếm. Và tất cả những cái kinh nghiệm và tất cả những cái sóng gió vừa rồi các bạn trải qua, nó cũng giúp cho các bạn kiểu trở thành một người mạnh mẽ hơn, và biết được rằng là bản thân mình muốn gì hơn rất là nhiều đó. Ace of Cups đó, wow, tuyệt vời không? Ace of Cups, tình cảm mới sắp đến rồi, tình cảm chân thành, tình cảm đích thực, True Love, Soulmate, Twin Flame sắp đến rồi. Đó, thế nha. Để mình bốc thêm một lá lời khuyên cho các bạn trong tình hình hiện tại, để các bạn có thể điều hướng rõ hơn với cuộc sống của mình trong chuyện tình cảm trong khoảng thời gian sắp tới nhé. Mình có The Universe. Này, các bạn nhìn thấy không? Quá là tuyệt vời luôn, The Universe. Vũ trụ đang ở bên các bạn. Các bạn đang dần khép lại một cái cycle, một cái vòng lặp rất là lớn trong cuộc đời của mình. Các bạn khép lại một cái chương cũ trong cuộc đời của mình đó. Và cái khoảng thời gian sắp tới là cái lúc mà các bạn đón nhận những cái điều tốt đẹp đến. Các bạn bắt đầu tận hưởng những cái thành quả, và tận hưởng tất cả những cái gì mà các bạn đã từng chữa lành, các bạn đã từng làm việc, các bạn đã từng trải qua đó. Và bây giờ vũ trụ đem đến cho các bạn quà tặng đó. Và các bạn sẽ hiểu được rằng là mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, và sắp tới các bạn sẽ biết ơn vũ trụ rất là nhiều đấy. Và các bạn sẽ là những cái người mà cùng vũ trụ sáng tạo và cùng vũ trụ tạo nên cuộc sống, tạo nên hiện thực của các bạn đó. Và đừng bao giờ quên, và đừng bao giờ kiểu mất niềm tin vào cái vũ trụ cả đó, bởi vì vũ trụ sẽ luôn làm những cái gì mà nó thuộc về những cái lợi ích cao nhất của các bạn, và các bạn sẽ không bao giờ cần phải lo lắng cả, mọi thứ đều có lý do của nó đó. Và
đã đến cái lúc mà các bạn bước đến một cái chương mới đẹp nhất của cuộc đời mình rồi. Thế nha. Đó, đây là tất cả những gì mà mình có cho tục bài số 2 rồi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh channel của mình ngày hôm nay. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn đã lựa chọn tụ bài số 3. Đầu tiên thì mình sẽ check xem năng lượng hiện tại của các bạn về vấn đề tình yêu đang ra sao. Và đến phần thứ hai thì mình sẽ xem kỹ hơn về các cái điều gì sắp tới trong chuyện tình yêu của bạn nhé. Các bạn là những người mà có cái trí tưởng tượng và có cái bộ não rất là phong phú. Các bạn có rất là nhiều những cái ý tưởng trong đầu này, là những người rất là sáng tạo. Và cái mà mình nhìn thấy đấy là cái việc một số bạn gần như là ít khi tin tưởng vào bản thân mình á. Thế nên là các bạn không thể bộc lộ được hết những cái ý tưởng sáng tạo đó, hay là không thể có cái chặn và cái lơn sai ở cổ họng á. Như kiểu là nhiều bạn trong tình yêu, các bạn vì ngại hoặc là vì sợ, hoặc là vì mong muốn kiểu làm hài lòng đối phương và mong muốn đối phương vui vẻ á, mà đôi lúc các bạn quên mất là mình cũng cần được vui và quên mất nói lên cái tiếng nói của mình, cũng như là thể hiện cái vẻ đẹp của mình, cũng như là cái sự sáng tạo của mình trong tình yêu á. Đó. Ok, mình có psychic abilities ngược. Mình có clarity. Với hai lá này, đối với một số bạn thì mình thấy được rằng là các bạn đang khá là rối trong cái chuyện tình yêu của mình, hoặc là có rất là nhiều những cái mây mù, sương mù á, và nó không có những cái rõ ràng nhất định. Có thể là đối với một số bạn, các bạn đang kiểu đối diện với cả một hoặc là một vài các mối quan hệ nào đó, hoặc là đối với một số bạn thì những cái chuyện tình cảm trong khoảng thời gian gần đây nó rất là rối bời á. Đấy, và các bạn không thể nhìn rõ được rằng là liệu rằng mọi chuyện sẽ ra sao, hay là liệu rằng mình đang cần gì, mình đang muốn gì. Và đấy là cái lý do vì sao mà mình thấy cái luân xa số 5, 6 và 7 đấy nó đang bị chặn. Các bạn không nhìn rõ được các cái kiểu sự kiện diễn ra xung quanh mình á. Đó. Một số bạn đang tập trung rất là nhiều vào cái năng lượng công việc, sự nghiệp, xây dựng cho mình một cái nền móng liên quan đến tài chính, sự nghiệp rất là vững chắc. Và các bạn đang kiểu tập trung rất là nhiều cái năng lượng của mình vào cái việc công việc đó. Và cái mà mình nhìn thấy ở đây là cái việc mà đối với một số bạn nhé, bởi vì các bạn không nhìn rõ được, hoặc là các bạn không muốn nhìn đến cái vấn đề tình yêu nữa, thế nên là các bạn đang đầu tư nhiều hơn vào cái công việc của mình. Và cái điều mà mình nhìn thấy đây là cái việc trong khoảng thời gian sắp tới thì vấn đề liên quan đến tài chính, sự nghiệp của các bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều. Và đối với một số bạn thì mình nhìn thấy sẽ có một cái con đường mới, hoặc là một cái cơ hội mới, hoặc là các bạn sẽ đưa ra được những cái ý tưởng mới trong cái công việc của mình về cái việc mà mình nên làm gì tiếp theo á. Đó. Ok. Một số bạn đang ở trong cái hành trình Twin Flame, nghĩa rằng là có thể là một số bạn đang ngắt liên lạc với cả twin của mình đó, và đang ở trong cái giai đoạn mà runner chaser, rượt đuổi với cả twin flame. Và cái điều mà các bạn cần làm hiện tại đấy là, và cái điều mà các bạn nghĩ rằng là tốt nhất hiện tại á, đấy là các bạn đầu tư nhiều hơn vào cái đời sống cá nhân của mình và cái đời sống sự nghiệp của mình. Đấy là mình nhìn thấy đối với một số bạn là như vậy. Mình nghe thấy câu là nên tận hưởng nhiều thời gian hơn ở thiên nhiên. Các bạn có thể là trong cái năng lượng của các bạn á, có rất là nhiều những cái năng lượng đang bị chặn. Đấy là cái lý do vì sao mà đôi lúc bạn cảm thấy nó hơi bối rối, hoặc là bạn nhìn không rõ được các vấn đề á. Và cái lời khuyên đấy là dành nhiều thời gian ở thiên nhiên hơn, ra ngoài công viên nhiều hơn, và cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nó sẽ giúp cho các bạn kiểu loại bỏ được những cái chặn ở trong năng lượng của mình, và giúp cho các bạn có được cái vision, cái tầm nhìn nó rõ hơn á. Đó. Ok, mình có love ngược. Đối với một số bạn thì có rất là nhiều bạn đã không còn kiểu có cái cảm giác phải chạy theo tình yêu nữa. Ý là sau khi trải qua những cái sự kiện nhất định rồi á, đó, thì và các bạn nhận ra rằng là các bạn không thể nào mà có được cái sự rõ ràng nếu như các bạn cứ tiếp tục chạy á, tiếp tục đuổi theo tình yêu kiểu như vậy. Và cái mà mình nhìn thấy ở đây là các bạn đã biết cách dừng lại
và nhìn sâu vào bản thân mình nhiều hơn. Và trong khoảng thời gian sắp tới thì cái điều quan trọng nhất mà mình nhìn thấy đấy là cái việc mà các bạn sẽ tìm lại được cái self love, tìm lại được cái tình yêu thương bản thân mình đến từ bên trong, xuất phát từ bên trong đó. Và nó sẽ, các bạn đang trong cái ascension process, nghĩa là cái quá trình biến đổi, cái quá trình mà nâng cao nhận thức của mình và cái quá trình mà nâng cao tần số của mình đó. Và cái điều quan trọng nhất trong khoảng thời gian sắp tới là mình nhìn thấy được các bạn sẽ hiểu được rằng là trước tiên các bạn phải đầu tư vào bản thân mình đã, rồi sau đó các bạn mới học được cách yêu người khác một cách đúng cách. Các bạn biết cách yêu bản thân mình đúng mực, yêu bản thân mình trọn vẹn thì khi đó các bạn mới biết cách làm thế nào để yêu người khác. Đó là cái bài học rất là lớn mà mình nhìn thấy một số bạn sẽ master trong khoảng thời gian tới. Ok. Và mình có commitment ngược. Với lá này thì sẽ có một cái mối quan hệ hoặc là một cái người nào đó sẽ đến trong cái khoảng thời gian sắp tới mà các bạn chưa nhìn thấy và nó sẽ chưa lộ diện quá rõ với các bạn. Và cái mối quan hệ này sẽ rất là có tiềm năng trở thành một cái mối quan hệ tốt. Đó, và nó đang chờ các bạn ở tương lai khi mà các bạn đã làm việc hết được với cả cái sự chữa lành và cái tình yêu thương bản thân này. Đó, thế là đấy là cái năng lượng chung mà mình nhìn thấy trong khoảng thời gian hiện tại. Và mình sẽ xem cụ thể hơn về cái chuyện tình cảm trong khoảng thời gian sắp tới nhé. Mình có unrequited love, mình có give your relationship a chance ngược, mình có children, mình có heart to heart conversations và mình có forgiving and learning. Ok, mình sẽ xếp dưới đây. Rồi, mình sẽ trải thêm cả tarot nhé. Ok, mình có Ace of Pentacles này, ba gậy ngược, The Hermit ngược, The World. Mình có bảy kiếm ngược, ba xu, bảy gậy ngược, The Magician, Lovers và bốn cốc. Ok. Những gì mà mình thấy ở đây thì cái khoảng thời gian sắp tới, cái điều quan trọng nhất mà mình nhìn thấy đấy là cái việc mà các bạn cần phải tập trung đầu tư và chữa lành cái đứa trẻ bên trong của mình. Children, có rất là nhiều bạn đang tìm kiếm đến, như mình nói rồi đó, các bạn tìm kiếm đến công việc và tìm kiếm đến sự nghiệp, tìm kiếm đến cái tình hình tài chính đó để làm sao nhãn bản thân mình và làm quên đi mất những cái mà nó đang xảy ra và nó đã xảy ra trong cái chuyện tình cảm của mình, và để cho mình không phải đối diện lại và không phải kết nối lại được với những cái nỗi buồn, những cái nỗi đau và những cái tổn thương của cái đứa trẻ bên trong đó. Đó, đấy là cái mà mình nhìn thấy. Và cái điều quan trọng nhất trong cái khoảng thời gian sắp tới để giúp cho bạn chữa lành hoàn toàn và giúp cho bạn tiến bước về phía trước là cái việc mà các bạn phải thôi trong cái việc chạy trốn khỏi đứa trẻ bên trong của mình, để chữa lành cho nó, để đầu tư vào nó nhiều hơn. Đấy, đừng để những cái lý do như là mình có rất là nhiều việc phải làm, công việc rất là bận, mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, mà quên mất cái việc mà soi chiếu lại vào bản thân mình. Đấy, và vỗ về và yêu thương lại cái đứa trẻ bên trong của mình á. Đó là cái mà mình nhìn thấy. Và trong khoảng thời gian sắp tới, có một số bạn sẽ nhận được một cái lời offer nào đấy từ một cái mối quan hệ cũ mà nó là unrequited love, nghĩa là một cái mối quan hệ mà nó không có đủ các cái yếu tố để tạo thành tình yêu á. Nghĩa rằng là sẽ có một cái người hiện tại các bạn đang mập mờ, hoặc là cái người mà đang ngắt kết nối với bạn cứ lên xuống liên tục đó. Đó, hoặc là một cái người mà bạn sẽ cho họ, một là họ offer đến, hoặc là hai là bạn sẽ cho họ một cái cơ hội mà thậm chí bạn biết rằng là nó không có một cái tương lai và nó không có một cái tiềm năng để có thể cả hai người cùng bên nhau được. Và cái điều mà mình nhìn thấy ở đây đấy là cái điều mà các bạn được khuyên á, là không nên cho mối quan hệ này một cơ hội nữa, bởi vì đã đến cái lúc mà cái cycle này kết thúc rồi, đã đến cái lúc mà cái vòng lặp này kết thúc rồi. Cái tụ này hơi giống với cái tụ 1 đó, nghĩa là các bạn vì các bạn kiểu là những cái người mà
dễ cho đi này, là những cái người mà giàu cảm xúc đó. Thế nên là các bạn thường rất là dễ tha thứ cho mọi người, và các bạn dễ kiểu để cho người ta tiến lại vào cuộc đời của mình, và rất dễ kiểu chọn kiểu đem đến hết tất cả những cái tình cảm yêu thương và đong đầy nhất của mình cho những người mà họ không thực sự kiểu hiểu được cái cảm xúc, và họ không thực sự cho bạn được một cái khởi đầu như cách mà bạn mong muốn á. Đó, thì cái điều mà mình nhìn thấy ở đây là cái việc mà các bạn được khuyên rằng là hãy nhìn vào bản thân mình nhiều hơn, hãy soi chiếu lại bản thân mình nhiều hơn và hiểu xem bản thân mình muốn gì, để không cho cái cơ hội quý giá này cho một người mà người ta không thể nào mà thấu hiểu được cái cảm xúc của mình á. Đấy, và không thể nào mà tạo dựng cho cùng các bạn, không thể nào cùng các bạn tạo dựng được một cái nền móng vững chắc. Đó, đấy là cái mà mình nhìn thấy ở đây là như vậy. Đây là một cái người mà họ có những cái tổn thương của cái đứa trẻ bên trong. Thế nên là họ không tin tưởng vào bản thân mình nhiều. Thế nên là họ cũng không thể nào dành niềm tin cho bạn được, bởi vì bản thân họ còn không tin họ nữa. Đó. Và trong cái khoảng thời gian sắp tới thì với cái mối quan hệ lấp lửng ngập ngừng này, bạn sẽ có thêm cho bản thân mình được rất là nhiều những cái rõ ràng, clarities, rất là nhiều những cái thông suốt về cái mối quan hệ này, để các bạn hiểu rằng là với commitment ngược, nó không phải là một cái mối quan hệ tốt để mình có thể phát triển tiếp và mình có thể tiến bước tiếp được nữa. Những cái người mà bạn đang đối diện ở trong cái mối quan hệ hiện tại này, crush này, hoặc là mập mờ này, hoặc là phức tạp không rõ ràng nào đó, thì sẽ có một cái lúc nào đấy mà các bạn sẽ nhìn ra được rằng là các bạn không thể nào mà có được cái hạnh phúc như cái cách mà bạn mong muốn đó. Và các bạn sẽ học nhiều hơn trong cái việc mà tập yêu thương bản thân mình nhiều hơn này. Mình nhìn thấy trong khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ trò chuyện lại với bản thân mình rất là nhiều. Các bạn sẽ viết này, hoặc là mình nhìn thấy các bạn đang ngồi viết, mình thấy các bạn trò chuyện với bản thân, mình thấy các bạn tự hỏi lại lòng mình rất là nhiều đó, rằng là điều mình muốn là gì, điều mình cần là gì, tại sao mình chưa thể lô được nó lên, tại sao mình không thể thực hiện được nó đó. Và các bạn sẽ tìm cho bản thân mình được cái câu trả lời cho cái việc là đến cuối cùng thì mình sống vì điều gì, và đến cuối cùng thì tình yêu đối với mình là gì đó. Và cái mà mình nhìn thấy ở đây là đối với một số bạn sẽ cảm thấy khá là lạc lõng, bởi vì các bạn sẽ đưa ra một cái kết thúc nào đó cho một cái mối quan hệ, mà cái mối quan hệ đó các bạn tưởng chừng như là kéo dài rất là lâu, và khi mà kết thúc cái mối quan hệ đó ấy, thì gần như là mọi thứ đều thay đổi và mọi thứ nó đều không còn là như vậy nữa. Và các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái lời chỉ trích hoặc những cái lời hỏi thăm từ những cái người xung quanh đó. Và cái mà mình nhìn thấy ở đây là các bạn phải rất là bình tĩnh và rất là thấu hiểu bản thân mình, để biết được rằng là những quyết định mình đưa ra là đúng, và những quyết định mình đưa ra là nó dựa trên cái việc mà mình yêu bản thân mình đủ, và nó dựa trên cái việc là mình muốn tiến về một cái tương lai tốt hơn. Và mình thấy đối với một số bạn cái điều quan trọng nhất đấy chính là cái việc mà hãy học cách tha thứ cho tất cả những cái gì xảy ra, và học cách buông tay những cái gì vừa xảy ra. Có thể những cái mối quan hệ trước đây nó không quá là vui vẻ, và nó đem lại cho bạn rất là nhiều những cái tổn thương, và nó khiến cho bạn kiểu cảm thấy khó mà có thể mở lòng và khó mà có thể chia sẻ cảm xúc của mình với người nào khác. Tuy nhiên thì các bạn càng làm việc với cái đứa trẻ bên trong nhiều đến bao nhiêu, và càng chữa lành nhiều đến bao nhiêu á, đó, thì các bạn sẽ càng kiểu ở trong cái năng lượng tuyệt vời nhất của mình đến bấy nhiêu. Và cái khoảnh khắc mà các bạn không còn cần tình yêu nữa, cái khoảnh khắc mà các bạn không còn nghĩ đến cái việc là đến bao giờ mình có người yêu, đến bao giờ mình yêu người này yêu người kia, đến bao giờ mà thế này thế nọ, hoặc là bạn không còn nghĩ đến cái việc mà mình muốn quay lại với một cái mối quan hệ độc hại như thế kia nữa ấy. Đấy, thì mình nhìn thấy một cái mối quan hệ vô cùng tuyệt vời, the lovers, một cái mối quan hệ soulmate, mối quan hệ về mặt linh hồn đó sẽ xuất hiện vào cái khoảng thời gian mà các bạn thực sự buông bỏ và các bạn thực sự không còn đuổi theo và không còn chạy theo tình yêu nữa đó. Và cái điều đặc biệt mà mình nhìn thấy ở đây là cái việc mà các bạn phải thực sự khép lại được cái chương cũ này, nghĩa rằng là cái người mới này họ sẽ không thể xuất hiện và họ sẽ không xuất hiện nếu như các bạn không đóng cái chương cũ của mình và không đặt một cái dấu chấm dứt cho tất cả những cái mớ bòng bong vừa xảy ra. Thế nên là cái điều quan trọng nhất mà mình nhìn thấy trong cái khoảng thời gian sắp tới là các bạn cần phải tập trung lại và đầu tư vào bản thân mình rất là nhiều đó, chữa lành tất cả những cái nỗi tổn thương, chữa lành tất cả những cái nỗi đau và những cái nỗi sợ trong cái việc mà yêu một người khác, những cái nỗi sợ trong cái việc mà mở lòng, nhỡ mình không tìm được một người
một người yêu mình như thế nữa thì sao, nếu mình không tìm được một người thế này thế kia nữa thì sao. Các bạn luôn xứng đáng có những cái điều tốt đẹp nhất, và một khi các bạn hiểu được rằng là bản thân các bạn luôn xứng đáng có những cái điều đó thì các bạn sẽ luôn thu hút lại những cái điều tuyệt vời như vậy. Đó, để mình xem tiếp xem về cái mối quan hệ tiếp theo nhé. Ok, mình có Ace of Voices, Ace kiếm. Đó, một khởi đầu mới. Một khởi đầu mới. Người này có thể thuộc cung khí Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử, cung lửa Bạch Dương, Nhân Mã, Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử. Đó, Kim Ngưu. Đó, một trong những cung đó. Sun Moon Rising, mặt trăng, mặt trời không mọc. Không nhất thiết phải là mặt trời. Ok, mình có The Hierophant, mình có bốn gậy ngược này, và lại mình lại có The Lovers. Các bạn ạ, đây là một cái mối quan hệ mà nó rất là mãnh liệt và nó rất là tuyệt vời luôn. Đây là một mối quan hệ mà vũ trụ đem xuống để tặng cho bạn, bằng những cái gì mà các bạn đã làm việc hết với bản thân mình, bằng những cái gì mà các bạn đã yêu thương bản thân mình trọn vẹn. Đấy, và một khi các bạn không còn chạy đuổi theo tình yêu nữa, và một khi các bạn sẵn sàng buông bỏ những điều cũ, thì như mình nói rồi đấy, có cái commitment ngược. Đấy, một cái mối quan hệ rất là tiềm năng đang chờ các bạn ở tương lai. Một cái mối quan hệ rất là tiềm năng có thể kéo dài đến rất là lâu đó, và thay đổi toàn bộ cuộc đời của các bạn mà các bạn vẫn chưa nhìn thấy. Và đối với hầu hết rất là nhiều bạn thì mình thấy cái người này vẫn chưa xuất hiện, bởi vì các bạn vẫn còn ở trong những cái năng lượng cũ, và các bạn vẫn còn chưa dứt ra được khỏi hoàn toàn khỏi những cái điều cũ đó. Đấy, Queen of Voices, như mình nói rồi, đây là một người thuộc cung khí. Đây sẽ là một cái người mà rất là giỏi trong cái giao tiếp, và là một cái người mà rất là quyết đoán. Đấy, họ cũng là một cái người mà không muốn chơi những cái trò chơi tâm trí. Họ không phải là cái người mà vờn mèo vờn chuột. Thế nên là, tức là cái người này họ sẽ rất là rõ ràng trong cái quyết định của bản thân mình. Mình có Page of Inspiration và The Chariot ngược. Với cái người này á, họ đầu tiên họ sẽ muốn làm bạn với các bạn. Nghĩa rằng là đây cũng là một cái người mà có cái trí tưởng tượng rất là phong phú đó. Và khi nói chuyện với họ ấy, bạn sẽ thấy được rằng là họ là một người rất là thông minh, và họ nói chuyện rất là hay. Và cái cách họ thể hiện bản thân mình á, nó cũng rất là mới mẻ và cũng rất là khác biệt nữa. Và họ sẽ không phải là cái người mà vèo một phát muốn nói là ê mình hẹn hò đi, ê mình yêu đương đi, mà đây sẽ là một người mà họ sẽ muốn xây dựng cái tình bạn với các bạn trước, và muốn đi lên từ người bạn đó. Chứ nó sẽ không kiểu có quá là nhiều lửa, và không phải là nó bùng cháy đam mê ngay lập tức, mà đây là một người rất là biết tính toán và suy nghĩ rất là chi li, rất là tính toán từng đường đi nước bước rất là cụ thể. Bởi vì họ cũng là một người trải qua rất là nhiều thứ rồi, và họ không muốn trao lòng mình cho một cái, cho những cái người mà kiểu không thể nào mà thấu hiểu được cảm xúc, và không thể nào mà đem đến cho họ được những cái mối quan hệ tốt đẹp á. Đấy, thế nên là đây là một cái người rất là quyết đoán về chuyện tình yêu, và họ rất là mong muốn một cái tình yêu đẹp, một cái tình yêu mà hai người cam kết với nhau và cân bằng với nhau. Vậy nên nếu như mà bạn vẫn còn đang đối diện với những cái người mà họ không đem lại điều đó ấy, thì đấy không phải là người mà bạn đang tìm, bạn đang cần tìm đó. Thì đấy, như mình nói, cái người này sẽ đi lên từ bạn bè. Và yeah, sick of emotion ngược. Cái người này sẽ là cái người mà sẽ giúp cho các bạn soi chiếu lại được bạn á. Đấy, và giúp cho các bạn nhìn rất là sâu vào từng cái nỗi đau, từng cái nỗi tổn thương ở bên trong lòng các bạn. Rằng là khi bạn nhìn thấy cái người đó, và khi mà bạn chơi, bạn nói chuyện, bạn kiểu ở trong cái tương tác với cái người đó ấy, đấy, thì bạn sẽ biết rất là rõ về cái việc mà mình vẫn còn những cái tổn thương gì. Đấy, và họ cũng sẽ là người giúp cho bạn tìm ra cái lối ra. Đây sẽ là một cái người mà đến để heal các bạn rất là nhiều. 9 gậy, Knight of Inspiration. Đó, như mình nói rồi, đây là một cái người mà họ có cái sự phòng vệ của mình, họ có cái hàng rào bảo vệ của mình, bởi vì họ cũng đã trải qua rất là nhiều thứ. Thế nên là họ sẽ bắt đầu một cách từ từ, và mối quan hệ này sẽ, nó sẽ không phải là quá là nhanh chóng, và họ sẽ không thúc bạn, cũng như là họ cũng muốn kiểu chắc chắn đó. 4 cốc và 6 gậy ngược. Với 4 cốc và 6 gậy ngược,
nó cũng nó là một cái confirm cho những cái gì mà mình vừa nói. Họ sẽ là một cái người tính toán và họ cũng sẽ là một cái người khá là để ý rất là chi tiết, bởi vì họ không muốn mình đi bước những bước đi sai á. Đấy, và họ không muốn kiểu ném mình vào một mối quan hệ mà đến cuối cùng họ lại bị tổn thương. Thế nên là bạn phải rất là chắc chắn và bạn phải rất là biết mình muốn gì. Đó, thì khi đó cái người tuyệt vời này nó mới xuất hiện được, bởi vì đây là một món quà từ vũ trụ. Và một khi nó đã là một món quà từ vũ trụ á, thì đấy sẽ là một cái người mà ở tần số rất là cao, và là một cái người mà rất là thông minh, rất là trí tuệ và rất là biết bản thân mình là ai, biết bản thân mình muốn gì. Vậy nên nếu như bạn không thể lên được cái tầng số đó ấy, đấy, thì bạn sẽ rất khó mà có thể thu hút lại được, và rất khó mà có thể ở trong được một mối quan hệ với cái người như thế này. Đó. Ok, thế là tất cả những gì mà mình nhìn thấy trong cái khoảng thời gian sắp tới rồi. Vậy nên là như là cái mà mình nói ở đây á, cái điều quan trọng nhất đấy chính là làm việc lại với bản thân mình trong khoảng thời gian sắp tới là một điều rất quan trọng để các bạn có thể đón được cái người soulmate level cao này vào với cả cái cuộc sống của mình. Ok, để mình bốc thêm một cái lá lời khuyên từ bộ bài này để cho các bạn lời khuyên về cái tình hình hiện tại và làm thế nào để các bạn có thể thu hút lại được cái người mới tuyệt vời đến với cả cái cuộc đời của mình nhé. Ok, mình có ask the body. Đây, như mình nói từ cái lúc đầu á, cái điều quan trọng nhất là cái việc mà mình nhìn thấy các bạn đang không rõ ràng và cảm thấy đang khá là rối bời và đang khá là mù mờ trong cái chuyện tình cảm, bởi vì các bạn đang đặt cái công việc và sự nghiệp lên trên cùng, và các bạn đang lấy cái lý do đó làm cái lý do sa nhã, và các bạn đang mất kết nối với cả cái body của bản thân mình, mất kết nối với cả cái bản thân và cái linh hồn của mình rất là nhiều. Vậy đây là cái điều quan trọng nhất, đấy chính là hỏi lại bản thân mình thật là kỹ, xem rằng là mình muốn gì, cái gì mới là hạnh phúc của mình, cái gì mới là vui vẻ, cái gì mới là niềm vui đó, và kết nối lại được với cả cái niềm vui, kết nối lại được với cả cái đứa trẻ bên trong, kết nối lại được với những cái gì mà mình đã từng đánh mất, và cho phép bản thân mình được tận hưởng cuộc sống, được vui vẻ, được ra ngoài vui chơi với mọi người. Đừng để những cái áp lực, hoặc là đừng để những cái nó gọi là công việc này và những cái đời sống hàng ngày đấy, nó làm bạn sao nhãng đi khỏi cái việc mà tìm kiếm niềm vui và tìm kiếm hạnh phúc của mình. Bởi vì một khi mà bạn thoải mái nhất đó, một khi mà bạn kiểu ra ngoài này, ra công viên này, đi tập gym này, đi chơi với bạn bè, để cho cái cơ thể của mình, để cho bản thân mình được thoải mái, được xả stress đấy và được vui vẻ, thì đến cái lúc đó cái tần số của bạn mới nâng lên và bạn mới thực sự gặp được cái người soulmate mà các bạn đang mong muốn đó. Thế nha, đây là tất cả những gì mà mình có cho tụ bài số 3 rồi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh channel của mình ngày hôm nay, và đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye.